rồi mình được gỡ mới được à, tại chơi nó chối chang mới chịu phải không? Có luôn, phục vụ tới bến luôn, tới bến luôn, có không á, có luôn chị. Chịu không? Chị Thanh đồng ý là chúng ta xử lý hết. Chọn cái áo đồng mà cho nó. Chúng ta được rỡ phải không? Rỡ. Ừ. Thấy người ta đi đám mà bằng áo dài thì trời ơi trời. Là sao? Thấy người ta mặc áo dài là sao? Thấy hàm. À, thấy hàm nè. Cắt lên ngắn không ạ? Cắt sao vậy? Cao cao lên đi, cao cao đại đi. Thấy đi đám, cao là đi đám. Thấy hàm. Ừ. Sơn móng chân rồi sơn móng tay không? Thôi, sơn móng chân rồi. À. Chọn màu nào cho nó rực rỡ. Rực rỡ luôn. Vậy. Bữa nay về là trông nhìn lé mắt luôn. Lé mắt hết ra luôn. Đây chắc có món đồ từ lâu rồi ta. Dạ. Hả? Đây có món đồ phù dầu không? Có. Chút con chuyện mặt không? Mặt thì mặt, khi bình thường. Mặt thì mặt. Mặt đi chụp hình. Ừ. Chú rể làm phù dầu. Ủa chú rể làm chú gái. Chú rể là ai? Chú Dũng làm chú gái. Chú Dũng làm chú rể hả? Ôi ôi đẹp đôi. Ngắn mệt không? Mệt hả? Mà vui không? Vui. Lần đầu được đi hớt tóc vui ha. Nhậm luôn không chị? Không không. Không nhậm hả? Uống không? Uống hay là duỗi vậy không chị? Không. Về giờ đi ghe. Nay cắt rồi về kêu Dũng ngồi đầu lại cái đó nha. Giờ về uống nộm lên giờ cứ ghe đi. Nhận đi ghe hả? Chết cha chú quên em tiền theo rồi. Anh ơi, ai trả đây ta? Giờ đây mấy nè không ai. Không ai đem tiền theo trơn rồi. Sao giờ? Cái này rồi sao đây ta? Dũng về, Dũng không ở nên sao trả nè. Anh Dũng đâu rồi? Bóp đâu gì? Chết luôn rồi. Hồi em bắt những cái người này ở lại lau nhà vậy nha em. Tại ở đây tụi anh không có đem tiền theo rồi. Đẹp không? Nhìn vô kiến con thấy con đẹp không? Thấy nó khác không? Khác hả? Nhìn mặt thấy cưng không? Hả? Cưng. Thấy cưng. Nhìn chị ngoài thì nó khác, ở trong kiến thì nó khác. Ngộ ha. Ngộ. Má tao về bày. Ừ. Đi phù dầu luôn. Ừ. Đi thử đồ cô dâu luôn. Đi thử đồ cô dâu luôn. Bữa nay là chạy bức luôn hả? Chạy bức luôn. Cho chồng mày khỏi nhìn luôn. Trời ơi. Khỏi nhìn ra luôn hả? Cho anh Dũng bánh ghen luôn hả? Ghen luôn, lấy chồng luôn. Lấy chồng. Lấy chồng về nhà chồng ở. Chồng nào? Về nhà, về bên dâu ở. Hả? Tính bỏ chồng hả? Tính bỏ chồng. Trời ơi, thiệt không quá. Hả? Ờ. Sao kỳ vậy? Đẹp lên là bỏ chồng. Cái đó là phải nói mà, chứ đâu là phải làm. Trời, nói vậy chứ dễ à. Chồng nó vàng quá. Lấy chồng. Ừ. Nhìn này cái hớt tóc có nhìn trẻ này hả Thanh? Nhìn thấy là đẹp gái này ha. Đợt này về là Dũng lé mắt luôn.
Mệt hay gì không nói chuyện cho anh vậy? Vậy hát bài nghe chị Thanh. Hát hát bài cho mọi người nghe. Giờ hết tóc vậy chị thấy có đẹp không? Thấy có ưng bụng chưa? Trời ơi, còn đi bận đồ nó mới đẹp. Đi bận đồ nó mới đẹp hả? Bận đồ cô dâu à. Bận đồ cô dâu mới đẹp. Đồ chú mặc đồ cô dâu chú rể đâu? Chú rể bên nhà. Chú rể bên nhà hả? Kêu chú rể qua mới được chứ. Ngủ rồi hả chị Thanh? Hết tóc còn ngủ không? Nói chung là tại vì những người đó thì người ta ở gần đó, mẹ vợ thấy nó mười nha. Thì hiện tại giờ cũng có những hoàn cảnh bị ung thư vú, để lại mấy đứa con đang khổ, đang chờ cũng chưa giúp được. Những hoàn cảnh của ở quê này tại vì khổ biết như người của mình thì giống như hột cát vậy. Dục xuống cái sông sao nó đầy được tới đâu thì hay tới đó. Đi lên những kênh YouTube khác, lên những kênh ở Cần Thơ người ta làm cho có thể nó sẽ dễ. Chị lên kênh thiện nguyện Cần Thơ đồ đó thì chị lên rõ nó nhiều nhiều chị nhớ từ thiện đó nhiều kênh đó. Chị qua đầu đúng rồi chị, có ngồi đầu chưa? Có chị. Đi gọi đầu nữa hả? Đi bên quán bển đó gọi đầu. Vậy đó hả? Đi qua bển coi cái áo nào dài thì xỏ vô.
Xỏ chồi da xe bặn vô. Áo màu gì? Chị thích áo màu gì? Cô dâu hả? Đúng rồi. Áo màu gì? Áo cô dâu hả? Dạ. Màu mà lát sen nữa. Hồi nãy nói là cái áo phải rực rỡ. Rực rỡ. Rực rỡ mới chịu. Gực gỡ như cái áo mà đà, bộ đồ con đang mặc không? Bộ đồ con đang mặc nè. Ừ, đó là gực gỡ đó. Ra xe tại bạn áo cô dâu đi dài luôn. Lát lấy áo cô dâu bạn về luôn hả chị? Hôm nay anh Kha vẫn đi làm đẹp tới bến luôn rồi. Giờ dẫn đi vô làm bóng vậy ta? Đây nè. Đây muốn làm. Mấy ngày lễ này chứ mấy cái tiệm hay đóng cửa. Bây giờ chú Kha quên đem tiền theo, bây giờ tính làm sao nè? Chị, tính làm sao giờ? Hả? Chú Kha quên đem tiền theo rồi kìa. Không có Dũng đây nữa, không có chồng đây nữa. Buồn rồi kìa Kha. Buồn rồi kìa. Suy nghĩ, đang suy nghĩ rồi kìa. Ví dụ như bữa nay đi ăn lại trả tiền Thanh. Hồi nãy con nói sao chú quên rồi. Hả? Hồi nãy con nói sao chú quên rồi. Đâu. Hả? Nói gì? Bồ. Gì? Buồn hả? Mà ăn ví dụ hồi đi ăn cơm ai trả tiền? Chú trà chiều trả tiền còn buồn còn không nói luôn. Không trả tiền buồn không nói luôn. Ở nhà thường thường cũng hay gội đầu nha, cho cái tóc mình nó sạch sẽ rồi nó mát rồi đó, mát rồi đó, dễ chịu không? Mát rồi. Gì vậy? Nhột hả? Nhột hả gì Thanh? Chưa? Hỏi rồi hả? Chú Kha chịu luôn nha.
Thằng có gì chú Kha về giải thích, nói Thanh đây nói với chồng vậy đó, để chồng nhìn nó ra. Thằng bỏ kêu người ta làm tóc chùm, làm tóc cô dâu dùm luôn. Mà dán một cái bông thôi đừng dán nhiều. Chưa có một cái vậy? Dán có một cái à, chú ơi, còn đợi cái lúp lên nữa. Trời, biết cái lúp nữa hả? À. Con muốn xe đưa dâu không? Muốn xe rước dâu không? Hả? Con muốn xe xe ô tô đi rước dâu không? Không. Sao vậy? Đi bình thường, đi bộ bình thường. Hay đi xe đạp đi chị? Đi rước dâu đi xe đạp không à, chứ có đi sân ba. Vậy hả? À. Nhiều chiếc, chiếc dâu xe đạp bao nhiêu chiếc nè? Hả anh? Nhiều chiếc. Nhà có ba, nhà chị có ba chiếc xe đạp rước dâu, ba chiếc đó hả chị? Ba chiếc đó hả? Rồi xong rất đẹp nè. Video khán này xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi và mến chào và hẹn gặp lại.